Xin mất rồi không phải nhỉ? Mấy mùa ẩn nó nặng hết ra chứ để chi, dám chịu đựng xí đi. Vậy mà nặng quá chị ra đi sinh hoạt. Nặng sơ sơ thôi em ơi, đừng có kỹ quá mất công rồi. Người ta đi chơi. Nặng cho có cho vui thôi. Để bữa sau không quay lại. Nặng lấy hương lấy hoa thôi. Nhiều không? Hậu rảnh không? Còn lâu không? Hậu hỏi Hậu còn lâu không? Nặng này ngày mai qua lại là nặng tiếp, nặng liên tục. Cái gì nặng không thấy kìa, trời nặng sợ nó không có trời, nó sưng sưng á, sưng luôn cả trán ấy, là nó sưng á là chị không thấy những cục khác á, em hiểu không? Nên là mặt này phải làm chục lần á chứ, nhưng mà bây giờ trừ đi thì cái thế thì ngày mai quay lại thôi, chứ trừ rằng là tùy em ấy là gì. Chị nặng tỷ cho nó đi, nặng khả năng của chị thì nặng thì sạch, nhưng mà sợ là chịu, thứ nhất chịu không nổi, thứ hai nó sưng nó một lần thì cũng không thể nào sạch được, dù chị có cố. Nó chịu nổi thì chị cứ cố gắng hết sức đi, ngày mai được thì tụi em qua tiếp không sao. Ừ, nói chung là cứ nặng hết cỡ đi, còn được thì quay lại, không được thì thôi, chứ đang chờ. Trước 2-3 ngày trước thì nó cũng đỡ được xíu. Tại vì sợ nếu mà nó biểu nó dùng đồ chị thì đừng có bôi cái gì lung tung. Mà để em nói chị biểu em xíu nữa mua, biểu nó mua 2-3 hộp vậy để dành gì với nó dùng. Tại vì về nó dùng chứ giờ chờ mua cũng đâu được đâu. Rồi cái này đâu phải bán trên thị trường đâu mà mua. Trời ơi, trời ơi.
Thì khó chịu thì sợ chị chắc chắn là có dùng điêu vì bị tái tái rồi nhé. Dùng bill chắc là kiểu bill cho nó đẩy mụn kiểu gì nhìn người biết cái da dùng nhiều. Tại vì da dùng cái này là càng mỏng nên nó lột lột hết mà.